Chào mừng tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục Di trú Hoa Kỳ tổng hợp. Câu hỏi ngày hôm nay, khi mở hồ sơ bảo lãnh đã điền sai và thiếu rất nhiều thông tin trên đơn I-130, bây giờ phải làm sao? Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong trường hợp này thì chúng ta cần thay đổi thông tin, cần chỉnh sửa hay bổ sung và sau đó cộng với I-797C biên nhận hồ sơ gửi đến địa chỉ có trên tờ I-797C này và kèm theo thư giải thích. Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp cả nhà trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.